Chào mừng em học sinh quay trở lại với kênh học toán online Lê Đô. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục chương trình của môn toán lớp 2, sách kết nối tri thức với cuộc sống. Và bây giờ mời các em mở sách giáo khoa môn toán lớp 2, trang 15, phần luyện tập. Trước hết các em làm bài tập số 1, viết mỗi số 75, 64, 87, 46 thành tổng theo mẫu. Và ở đây chúng ta có mẫu. Các em biết là một số có hai chữ số. Tính từ trái sang phải thì chữ số đầu tiên là chữ số hàng chục. Chữ số thứ hai là chữ số hàng đơn vị. Số 75 gồm 7 chục và 5 đơn vị. Như vậy các em viết thành tổng là 70 cộng với 5, tức là 70 cộng với 5 đơn vị. Bằng cách làm tương tự, các em viết số 64 thành tổng. Số 64 gồm 60 và 4 đơn vị. Các em viết thành tổng là 60 cộng với 4 đơn vị, tức là 60 cộng với 4. Rồi các em làm tương tự với hai số còn lại. Bây giờ các em có thể bấm tạm dừng video và các em làm trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Các em nên tập cho mình một thói quen như vậy. Thay vì các em không làm mà các em chỉ nghe thôi thì các em rất là nhanh quên. Rồi tiếp theo là số 87. Gồm 80 và 7 đơn vị, các em viết thành tổng là 80 cộng với 7. Số 46 gồm 40 và 6 đơn vị, các em viết thành tổng là 40 cộng với 6. Tiếp theo các em sang bài tập số 2, câu E. Các em viết số thích hợp thay cho các dấu hỏi chấm ở mỗi ô trống. Ở đây chúng ta có một bảng dòng thứ nhất là màu. Màu đỏ, màu vàng, màu xanh. Dòng thứ hai là số ngôi sao. Ví dụ người ta hỏi là số ngôi sao màu đỏ là bao nhiêu ngôi sao, số ngôi sao màu vàng là bao nhiêu ngôi sao và số ngôi sao màu xanh là bao nhiêu ngôi sao. Trước hết là các em sẽ đếm xem có bao nhiêu ngôi sao màu đỏ. Rồi bây giờ mời các em chúng ta cùng đếm số ngôi sao màu đỏ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Như vậy có tất cả 11 ngôi sao màu đỏ. Do đó các em sẽ thay dấu hỏi chấm ở cột màu đỏ bằng số 11. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và đếm xem có bao nhiêu ngôi sao màu vàng và có bao nhiêu ngôi sao màu xanh. Rồi tiếp tục là chúng ta đếm các ngôi sao màu vàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Như vậy là có 8 ngôi sao màu vàng. Tiếp theo là chúng ta đếm xem là có bao nhiêu ngôi sao màu xanh. Và bây giờ các em cùng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Như vậy có tất cả là 10 ngôi sao màu xanh. Rồi tiếp theo các em sang câu B. Tính tổng của số ngôi sao màu đỏ và số ngôi sao màu vàng. Ở đây các em biết là tính tổng là chúng ta thực hiện phép cộng. Còn tính hiệu là chúng ta thực hiện phép trừ. Tính tổng của số ngôi sao màu đỏ và số ngôi sao màu vàng. Các em biết là số ngôi sao màu đỏ là 11 ngôi sao. Số ngôi sao màu vàng là 8 ngôi sao. Tính tổng thì các em lấy 11 cộng với 8. Em nào không nhẩm được phép tính này thì chúng ta đặt tính và thực hiện phép tính ra giấy nháp. 1 cộng 8 bằng 9. Rồi 1 các em hạ xuống. Như vậy là bằng 19. Tiếp theo các em sang câu C. Tính hiệu của số ngôi sao màu xanh và số ngôi sao màu vàng. Tính hiệu là chúng ta thực hiện phép trừ. Số ngôi sao màu xanh là 10. Số ngôi sao màu vàng là 8. Tính hiệu thì các em lấy 10 trừ 8. Rồi các em biết là 10 trừ 8 bằng 2. Rồi tiếp theo các em sang bài tập số 3. Trên mỗi toa tàu ghi một số. Mỗi toa tàu ghi một số. Câu A. Đổi chỗ hai toa nào của đoàn tàu A để được các số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. Xếp theo thứ tự từ lớn đến bé tức là các em xếp theo thứ tự giảm dần. Lớn xếp trước và bé xếp sau. Rồi bây giờ các em quan sát trên đoàn tàu A. Mỗi toa ghi một số. Có các số là 50, 60, 70, 40. Thì trước hết là các em sẽ sắp xếp các số này theo thứ tự là từ lớn đến bé ra giấy nháp. Sau khi xếp xong, các em so sánh với các số được ghi trên đoàn tàu A. Và từ đó, các em nhận xét xem là chúng ta đổi chỗ hai toa nào của đoàn tàu A để được các số xếp theo thứ tự từ lớn đến bé. Rồi bây giờ các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ. Sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và các em nhớ comment ở bên dưới video là toa nào và toa nào nha. Rồi cụ thể thì chúng ta sẽ làm câu A này như sau. Trước hết là các em xếp các số 50, 60, 70, 40 theo thứ tự từ lớn đến bé. 50, 60, 70 và 40 thì 70 là lớn nhất. Sau đó là đến 60 và giảm xuống 50, bé nhất là 40. Như vậy là chúng ta đã xếp được các số theo thứ tự từ lớn đến bé. Bây giờ các em so sánh với các số được ghi trên các toa tàu của đoàn tàu A. Số 40 là xếp đúng vị trí rồi này. Số 60 là cũng xếp đúng vị trí rồi. Như vậy chỉ có hai toa là hai toa ghi số 70 và 50 là chưa xếp đúng vị trí. Do đó chúng ta sẽ đổi vị trí của hai toa này cho nhau. Được chưa? Câu A, đổi chỗ hai toa số 50 và 70 cho nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ xếp lại như sau. Chúng ta được dãy số được xếp theo thứ tự là từ lớn đến bé. 70, 60, 50 và 40.
tính hiệu của số lớn nhất và số bé nhất trong các số ở đoàn tàu B. Ở đoàn tàu B có các số là 30, 41, 35, 39. Bây giờ các em tìm ra số lớn nhất và tìm ra số bé nhất. Sau đó là các em tính hiệu giữa hai số đó. Chúng ta nhận thấy các số được viết trên các toa tàu của đoàn tàu B gồm các số có hai chữ số. Ở đây để tìm ra số lớn nhất thì các em sẽ so sánh các chữ số ở hàng chục với nhau. Trong các chữ số ở hàng chục thì chữ số 4 là chữ số lớn nhất. Do đó số lớn nhất là số 41. Số lớn nhất là số 41. Rồi. Để tìm ra số bé nhất thì các em so sánh các chữ số ở hàng chục của các số này xem chữ số nào là chữ số hàng chục bé nhất. Ở đây chữ số hàng chục bé nhất là chữ số 3. Nhưng ba số đều có chữ số ở hàng chục là 3. Như vậy, trong ba số này, các em so sánh và tìm ra số có chữ số ở hàng đơn vị bé nhất. Thì chữ số ở hàng đơn vị bé nhất của ba số này chính là chữ số 0. Chữ số 0. 0, 5, 9 thì 0 là bé nhất. Do đó số bé nhất ở đây là số 30. Số bé nhất là số 30. Vì vậy các em sẽ thực hiện việc tính hiệu là 41 trừ 30. Lấy số lớn nhất trừ đi số bé nhất trong các số ở đoàn tàu B. Hoặc là các em có thể tìm ra số lớn nhất và số bé nhất bằng cách là khi đếm thì số nào đếm trước là số bé, số nào đếm sau là số lớn. Rồi trong 4 số này thì số 41 là số đếm sau cùng. Như vậy 41 là số lớn nhất. Số 30 là số các em đếm đầu tiên. Đúng không? Như vậy số 30 là số bé nhất trong 4 số này. Các em lấy 41 trừ 30. Một trừ không bằng một, bốn trừ ba bằng một, rồi như vậy là bằng 11, được chưa? Tiếp theo em sang bài tập số 4. Từ các số bị trừ, số trừ và hiệu, em hãy lập các phép trừ thích hợp. Ở đây người ta cho chúng ta hai số bị trừ, hai số trừ và hai hiệu. Từ các số đã cho này, các em hãy lập các phép trừ thích hợp. Ở đây thầy giáo ví dụ, số bị trừ, các em có thể chọn một trong hai số này. Ví dụ các em chọn là 45. Và số trừ, các em cũng chọn một trong hai số này. Ví dụ số trừ, thầy giáo chọn là 32. Thì chúng ta lấy 45 trừ 32. 45 trừ 32, các em thực hiện phép tính giờ giây nháp. 5 trừ 2 bằng 3, 4 trừ 3 bằng 1. Như vậy hiệu bằng 13. Trong các hiệu đã cho, không có số nào là 13. Như vậy chúng ta không thể lập phép trừ này. Tiếp theo là các em lấy 45 trừ đi 2. Trừ đi 32 rồi, bây giờ các em trừ đi 2. Trừ đi 2. 45 trừ 2. 5 trừ 2 bằng 3. 4 hạ xuống. Hiệu bằng 43. Ở đây có hiệu 43. Như vậy là đầu tiên chúng ta lập được phép trừ. 45 trừ 2 bằng 43. Bằng cách làm tương tự, các em bấm tạm dừng video và các em lập tiếp phép trừ thứ hai.
Trước khi bấm tiếp tục, các em nhớ comment ở bên dưới video đáp án của mình nha. Rồi bằng cách làm tương tự, các em chọn số bị trừ là 54. Số trừ các em chọn là 2. 54 trừ 2 bằng 52. Ở đây hiệu không có số 52. Như vậy các em lấy 54 các em trừ 32. 54 trừ 32 thì bằng 22. Và ở đây có hiệu là 22. Như vậy chúng ta lập được phép trừ thứ hai là 54 trừ đi 32 bằng 22. Được chưa? Rồi như vậy là chúng ta lập được hai phép trừ từ các số đã cho. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Học Toán Online Lê Đô bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp. Chúc các em học tốt.